Đốc In tỉnh Sơn La giới thiệu ngày hội Internet với đoàn viên thanh niên. Thưa bà con và các bạn, vào ngày 16 tháng 11 năm 2015 tới đây, tại huyện Đốc In tỉnh Sơn La sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên tại thư viện huyện. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet, hiểu rõ hơn máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào trong cuộc sống của các bạn. Đây là điều kiện sự kiện thuộc khuôn khổ của dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do Philippines and Medagate tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội. Rất dễ có thể nhận thấy những lợi ích của Internet mang đến cho xã hội. Internet sẽ giúp các cơ quan, nhà nước thực hiện các công tác quản lý hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm được hình thức kinh doanh, những cơ hội kinh doanh mới, giúp người dân có được một công cụ hữu ích phục vụ cho học tập, làm việc cũng như mang lại nhiều điều lý thú bổ ích trong cuộc sống. Đặc biệt với người dân ở nông thôn,